Xin chào mọi người, tôi là Thanh Thùy, là dược sĩ đến từ chuỗi hệ thống nhà thuốc Trung Sơn. Rối loạn nhận thức khiến nhiều người giảm tập trung, giảm trí nhớ. Với tình huống này, chúng ta cần làm gì để cải thiện và tăng cường khả năng ghi nhớ và tập trung? Một số nghiên cứu cho thấy có tới 60-80% bệnh nhân gặp phải các vấn đề về giảm trí nhớ và suy nghĩ chậm chạp sau khi mắc phải COVID-19. Nhiều bệnh nhân cho biết họ gặp phải vấn đề với trí nhớ như là dễ bị phân tâm hay quên, khó tập trung khi thực hiện các công việc hàng ngày. Để cải thiện tình trạng này và tăng khả năng ghi nhớ, bạn có thể hoàn toàn áp dụng những cách đơn giản sau mỗi ngày. Thứ nhất, thực hành các bài tập thở bằng cách ngồi thẳng lưng, một tay đặt lên bụng và tay kia đặt lên ngực. Hít vào từ từ và thở sâu qua mũi, cảm nhận bụng của bạn phình ra rồi từ từ thở ra bằng miệng. Lặp lại 5-6 lần mỗi ngày, mỗi lần làm từ 10-15 phút. Thứ hai, nghỉ ngơi hợp lý và ngủ đủ giấc. Do tình trạng thiếu ngủ tái diễn có thể gây ra sương mù não, giảm trí nhớ nghiêm trọng. Thế nên nghỉ ngơi đầy đủ và cố gắng ngủ đủ giấc 7-8 giờ mỗi đêm chính là cách giúp giảm nhanh triệu chứng sương mù não và giảm trí nhớ. Thứ ba, uống trung bình 8 ly nước cho mỗi ngày, đồng thời bổ sung nhiều rau, quả, dầu ô liu, lạc, đậu giúp cải thiện trí nhớ. Lựa chọn thực phẩm giàu axit béo omega có trong cá, đậu và các loại hạt tốt cho tế bào thần kinh, bởi vì đây là những loại thực phẩm có tác dụng làm tăng tốc độ tập trung, tốt cho trí nhớ và tư duy rõ ràng hơn. Cuối cùng là bổ sung các loại thuốc có chiết xuất lá Ginkgo biloba được tiêu chuẩn hóa ICP-761, bởi vì có nhiều nghiên cứu cho thấy lợi ích của loại thuốc này đối với chứng mất trí nhớ và sa sút trí tuệ. Và đặc biệt, ICP-761 là thuốc duy nhất được khuyến cáo sử dụng điều trị triệu chứng suy giảm nhận thức với thành phần chính là lavon, lycosid và tetbenlactone cùng tỷ lệ thành phần hợp lý và chuẩn hóa nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ai mà cảm thấy mình bị nhớ quên, áp dụng ngay những cách mình vừa chia sẻ ngay từ hôm nay nhé!